chờ đầy chị làm cho khách chứ. Thì cứ ái sang đi, bỏ tiện sang đi rồi cô tính toán học. Ý là chị đang rảnh hạt luôn chứ giờ cũng mở tiện thời gian mùa hạt này. Tiện ra xem rồi. Trời ơi, xuống hạt ngày cái nó xài cho mày à. Bông đợt đến lông rồi, một có thấy lông đâu anh nhiêu rồi ta. Thầy dạt đúng cái bông chị làm màu đó. Giờ hết bông làm này. Giờ cái bông của ấy làm. Đỡ dễ sợ luôn á thầy. Đúng không? Thì cây ngủ gì đây là to rồi. Nhưng mà hát cũng không có nhỏ. Nhưng cái to là dưới này. Đúng không? To lắm đó bác, không biết nữa. Chị nói chị làm nghề làm tóc mà. Ừ. Người nói mà làm nghề nớ nữa thôi. Rồi bên Phan Đăng Lưu rồi hả? Kiến, lỡ chị về kêu chị bịch luôn hai cái khẩu trang y tế đó kia. Dạ. Dạ.
Nó qua đưa cho bà 3 triệu. Đưa chưa? Đưa rồi. Đỡ mà. Dạ. Kiếm người tôi chỉ biết rồi đó. Tứ hả? Cái anh đó ảnh đi được không? Đó, nó còn. Ừ. Nó chạy từ đây tới bệnh viện gia đình sát được. Không biết con. Chụp cái rác xe máy là thôi kiến ngay. Chạy trời mưa nó chạy như bão ngoài đường luôn. Đây em làm YouTube cái này đây. Chị có chị thắc mắc cứ nhắn tin cho em nha chị. Dạ rồi, chị à, sang vô Facebook đồng ý cái bảo của chị nha. Bút không được hả? Bút là không nhận thôi điều đó à, kiến kiến gỗ dạ, cái nha. Dạ dạ rồi chị, tâm sinh viên á, cô thì có cái chữ bê lưu tâm sinh viên trong đó không? Gì ừ, danh bạ gì đấy, gỗ cái anh đó anh chở chị. Chị chờ chút bán ra bút lại đó chị nghe. Dạ alo. Đưa bài nói chuyện cho. Anh Tâm. Alo. Dạ. Anh Tâm hả? Bêu đây. Anh Tâm à, đi từ nhà Bêu qua Phan Đăng Lưu bao nhiêu tiền anh Tâm? Khách hỏi. 32 Phan Đăng. À anh bạn hả? Dạ rồi, ok. Dạ rồi. Gấp máy đi chứ, anh bạn rồi. Cứ lại cho người khác. Cái trường gì rồi chị? Không, bóp lại.